Advan Signature Glucosamine 1500mg và MSM 1500mg là sự kết hợp độc đáo giúp duy trì sự khỏe mạnh của sụn khớp, đảm bảo vận động dễ dàng và giảm đau viêm khớp. Sản phẩm của Mỹ đã được kiểm chứng lâm sàng và đạt tiêu chuẩn nghiêm ngặt an toàn cho sức khỏe. Glucosamine là một trong những thành phần cơ bản cấu tạo nên sụn, chất hoạt dịch và góp phần tạo nên cấu trúc xương bền chắc cho cơ thể. MSM là một hợp chất hữu cơ có chứa lưu huỳnh, có nguồn gốc từ thiên nhiên. Nó có thể được tìm thấy ở thực vật như đậu, cải xoăn, mầm lúa mạch, có tác dụng điều trị các bệnh về xương khớp. MSM cũng có hiệu quả giảm dị ứng, rớt dạ dày, xóa sẹo, làm liền da, giảm huyết áp, viêm mắt, xơ cứng bì, chuột rút. Glucosamine và MSM là sự kết hợp hiệu quả trong việc hỗ trợ khả năng vận động, bù trơn cho các khớp xương, duy trì trạng thái khỏe mạnh cho sụn và các tế bào xương. Bạn nên duy trì sử dụng từ 4 đến 6 tuần để có kết quả tốt nhất và tùy vào tình trạng của mỗi người khác nhau mà kết quả này có thể thay đổi.